Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu đến các bác cái kênh của em nhé. Là một cái kênh bán hàng, là cái kênh đấy. Đấy, các bác thường hay biết đến cái kênh này. Và một cái kênh nữa chính là cái kênh Facebook của em ạ. Đây là cái trang Facebook của em nha các bác nhé. Thì đây cho em sẽ vào cái video, vào cái news. Đây. Tất cả những cái nội dung kênh của em ấy thì với những cái video test nhạc thường là cái em bị dính cái khiếu nại về bản bản quyền nhạc khá là nhiều. Ví dụ một cái video em up ngày hôm qua đấy ạ. Đấy ạ, thì có một cái là video này đang trong tình trạng là bị hạn chế nha các bác nhá, và bị khiếu nại bản quyền. Đấy ạ, vì cái đoạn nhạc của em đây. Vì của em có cái đoạn nhạc nó bị dính cái bản quyền đấy nha các bác nhá. Cái bài thứ nhất là bài Tình Xưa Nghĩa Cũ. Cái bài thứ hai là cái này không biết là cái bài này của Phương Phương Thảo hát, nhưng mà chủ sở hữu bản quyền lại là cái ông này. Đây, chủ sở hữu bản quyền nó là cái ông này, nhưng không biết là ở đâu. Đúng là cái đoạn nhạc này. Nó là cái đoạn nhạc từ đây đến đây nha các bác nhá. Đây, em cũng không dám mở nữa, nó lại dính cái video này, nó lại dính cái bản quyền thêm nữa. Thì nhân đây thì cũng em xin các bác là bấm cái nút subscribe và cái nút đăng ký kênh nhé. Bấm cái nút đăng ký kênh giúp em và bấm cái chuông thông báo để khi em có những cái video mới nhất, em có những cái đợt hàng về và những cái đợt sale hàng, hàng em bán để em giảm giá để em bán, để em nhập các lô hàng mới đấy, thì các bác cũng có thể xem được các video về sale đấy. Thì trong các video đây thì em sẽ sale và em sẽ bán giá nó tốt. Khi các bác vào trang của em ấy, thì đây là cái thông tin chính của cái trang của em này, là chính audio này, kèm số điện thoại này, em ghi rõ cái địa chỉ và cái nội dung kênh. Thì các bác có thể bấm vào cái Facebook ở cái góc này, hoặc là bấm vào cái nút kênh YouTube ở cái góc này nha các bác nhé, để các bác có thể dẫn đến cái kênh của em được. Đấy, nó nên chưa đăng ký kênh ấy, và đây là lên kênh Facebook ấy. Hoặc các bác có thể vào cái phần giới thiệu, thì trong phần giới thiệu này thì em có mô tả rõ và để rõ cái số điện thoại này, cái địa chỉ của em này, thì ở dưới đây nó sẽ có cái là Facebook ạ. Đấy, Facebook ạ, thì các bác có thể bấm vào cái Facebook, bấm vào đây thì nó cũng ra được cái trang Facebook này của em nha các bác nhé. Đấy, thì các thông tin bán hàng thì em trên Facebook này thì em nêu rất là rõ. Đây ạ, như sáng nay em có đây, bấm vào cho bác xem, em có đăng một loạt các combo sao người link nha các bác nhé, kèm tình trạng và giá. Đây, đây nha các bác nhé, em đăng rõ tình trạng như thế nào, giá trước các thứ như nào nhé. Các bác xem thêm thì các bác có thể lên trên đây và các bác có thể nhắn nhắn tin trên này cho em cũng được ạ. Đấy, kênh hai cái nội dung chính của em để em bán hàng. Thì em cũng cảm ơn tất cả các bác đã đăng ký và theo dõi cái kênh của em từ trước đến nay. Thì các bác có ủng hộ, có quý mến em thì bấm giúp em cái nút đăng ký kênh và cái chuông thông báo. Dạ vâng, em xin chào và cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều.